Em sang phần tiếp theo, đó là cái phương pháp kiểm tra một phép, và để có thể có một số cái ứng dụng liên quan đến một phép trong các sơ đồ mạng điện tử. Vậy thì để kiểm tra một phép còn tốt là khi mà các bạn đo cho mình trở kháng giữa chân G với chân F và chân G với chân D có điện trở bằng vô cùng, tức là kim đồng hồ không lên cả hai chiều đo. Và khi cực G được thoát điện thì các em đo giữa chân D và chân F nó phải bằng vô cùng. Vậy thì các bước để thực hiện quá trình mà các bạn đo như sau. Bước thứ nhất là các em sẽ chuẩn bị một đồng hồ, bật đồng hồ vạn năng về thang đo X1K. Sau đó các bạn lạp cho cực G một điện tích bằng cách như sau. Các em sẽ đưa que đen vào cực G, que đỏ đưa vào cực D hoặc cực F. Như vậy chính quá trình các em nạp điện tích cho cực G là các bạn đang sử dụng nguồn pin ở trong đồng hồ. Que đen thì được nối với dương nguồn pin, que đỏ thì nối với âm nguồn pin. Bước thứ ba, sau khi lạp cho cực G một điện tích thì ta đo giữa chân D và chân S. Đo giữa chân D và chân S. Que đen đưa vào chân D, que đỏ đưa vào chân S thì kim đồng hồ sẽ lên. Và bước thứ tư là các bạn chập chân G vào chân D hoặc chân G vào chân S để ta thoát điện tích tại chân G. Và bước thứ năm, sau khi đã thoát điện tích tại chân G thì các em đo lại giữa D và S giống như cái bước thứ ba, tức là kim đồng hồ không lên. Như vậy thì các bạn kiểm tra một phép còn tốt. Vậy thì nếu trong trường hợp thiếu những điều kiện trên, hoặc là trong trường hợp các bạn đo khác so với những cái trường hợp mà thầy vừa nói, thì có nghĩa là một phép chúng ta bị hư hỏng. Vậy thì cách thức kiểm tra như sau. Đầu tiên thì làm mẫu ta một lần, chập que đo đồng hồ lại với nhau, bật thang đo 1K, sau đó các bạn chỉnh cho mình kim đo về điểm 0. Thao tác này các bạn nên được lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại nhiều lần để còn đo những điều kiện khác nữa. Đầu tiên các bạn lạp cho cực G vào một điện tích que đen đi vào chân G. Thông thường tất cả những dòng MOSFET thì bao giờ thứ tự chân của nó như sau là G, D và S. Thì các em đưa que đen vào chân G, que đỏ đưa vào chân D và chân S, tức là để ta lạp cho cực G một điện tích. Sau khi lạp cho cực G một điện tích rồi thì các em quan sát kim đồng hồ như sau. Thì đo vào chân D và chân S, que đen đưa vào chân D, que đỏ vào chân S, kim đồng hồ sẽ lên. Các bạn quan sát kim đồng hồ sẽ lên. Được chưa? Bây giờ thầy muốn đây, thầy đo lại D và G, D và S vẫn lên đúng không? Sau đó các bạn sẽ chập lấy que đồng hồ, các em chập hai chân D và G hoặc là G và S cũng được, chập hai chân này đi để nó thoát điện tích tại chân G. Sau đó các bạn đo vào hai chân D và S thì các bạn quan sát là kim đồng hồ không lên. Như vậy thì ta kiểm tra một phép còn tốt. Tương tự như vậy đối với những cái mốt phép còn lại. Còn những trường hợp còn lại, ví dụ như là trong trường hợp này mình đo vào ba chân từng cặp một này, 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Vậy thì 6 phép đo đều lên, có nghĩa là mốt phép ta đang bị chập. Và cái cách mà các bạn biết được cái thông số ở trên thân của MOSFET thì bao giờ nó ghi rõ chúng ta cái thông số, ví dụ trên MOSFET này có ghi rõ là 10L60, tức là dòng chịu đựng của MOSFET này là 10A và điện áp chịu đựng là 600V DC. Bây giờ mình sẽ có một số cái ứng dụng
của một phép trong một số các mạch điện tử, ví dụ như là các bạn thấy là trong một cái sơ đồ mạch thì một phép hay ứng dụng nhiều trong các mạch nguồn xung, thì tổ hợp bên trong của một con IC nguồn, ví dụ đây là mạch nguồn của một quý tử, thì tổ hợp bên trong của một IC nguồn thì nó sẽ có một cái bộ dao động và một con sò một phép bên trong. Đây là một con IC và là IC nguồn. Hoặc trường hợp thứ hai đó là trường hợp mà riêng rẽ, chúng ta sẽ có sò một phép riêng. Đây, sò một phép riêng. Đây các bạn nhé. Nó nằm vào trong phần nguồn xung và trong các thiết bị rất nhiều, và nó cũng có một con IC dao động. Đây là về cái ứng dụng trong một phép ở trong các bò mạch thực tế. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách mà vận dụng một cái kiến thức, đó là một phép đóng vai trò là một cái công tắc. Bây giờ mình sẽ có một mốt phép này và sử dụng một cái bóng đèn, sử dụng một cái bóng đèn led và một điện trở, để mình sẽ làm một cái thao tác, mình sẽ làm một cái thí nghiệm, đó là sử dụng mốt phép để đóng ngắt và thêm một cái nguồn pin nữa. Sau khi mà xác định được chân GDS thì mình cắm trên bo test như sau. Lúc này thì chân S mình sẽ được đối xuống mắt. Mình cắm này để lát nữa mình làm công tắc cho tiện nhé. Chân G G, D và S, chân S thì được thuận lỗi xuống mắt. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng một điện trở, và điện trở là lối qua một đèn led, và để kiểm tra đèn led thì mình cũng làm tương tự thôi. Mình sẽ sử dụng đồng hồ vạn năng về thang đội 1 đo vào hai chân của diode led thì nó sẽ phát ra ánh sáng nha các bạn nhé. Que đèn ở đâu là chân anode này, que đỏ ở đâu là chân cathode này. Các bạn quan sát này. Que đèn là anode nhé. Anode thì mình sẽ lối với chân D. Mình cắm một cái chân một phép này xuống dưới một tí nữa. Sau đó là đầu anode thì mình sẽ lối qua một điện trở. Bây giờ mình sẽ cấp điện vào cho một cấp điện vào cho mạch như sau. Ở phần lý thuyết thì thầy đã hướng dẫn cho các em về cái ứng dụng sơ đồ ứng dụng của một phép rồi. Mình cấp điện vào đây cho nó thoáng. Các bạn thấy là khi mà chưa có điện tích vào cực cờ thì lúc này là một phép chưa làm việc đúng không ạ? Bây giờ thì mình sẽ lạp cho cực cờ một điện tích này. Các bạn thấy là mình sẽ lấy cái điện áp tại chân D sang chân G thì các em thấy là bóng đèn sáng đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ muốn tắt bóng đèn này đi thì mình sẽ thoát cực cờ xuống mạng này. Các bạn thấy ạ, bóng đèn đã tắt ngay đúng không ạ? Đây mình làm lại, mình sẽ lấy một điện trở đi để mình kích điện vào cực cờ nhé. Mình lấy nguồn phía trên này, sau đó mình sử dụng một cái công tắc là chính là cái dây dẫn này. Đây, mình chạm vào thì bóng đèn sáng đúng không ạ? Mình tắt đi này. Đây, chạm vào này. Đây, như vậy thì người ta sử dụng MOSFET cũng giống như một công tắc điện tử, nhưng mà ưu điểm của MOSFET thì nó có tần số đóng cắt rất là nhanh và thường được sử dụng trong các mạch nguồn xung. Đây, các bạn quan sát lại một lần nữa nhé. Mình kích dẫn này. Đây, bóng đèn sáng đúng không ạ? Mình lại chập chân G xuống chân S này. Đấy, bóng đèn tắt này, mình nhả ra bóng đèn và tắt. Đấy chưa? Đây là sơ đồ mạch mà ứng dụng một phép vào trong thực tế. Như vậy thì thầy đã giới thiệu xong về cách đo, cách kiểm tra một phép còn tốt và những cái trạng thái hư hỏng thường gặp và một cái ứng dụng đơn giản trong một cái sơ đồ mạch điện. Thầy hy vọng chúng ta sẽ tiếp thu bài và biết ứng dụng một phép vào trong thực tế. Chào các em.